Xin chào các bạn. Các bạn ơi, hôm nay mình sẽ đến thăm khu di tích lịch sử Hoàng thành Thăng Long. Và bây giờ thì mình đang đứng ở phía cửa chính của khu Hoàng thành, đó là địa chỉ là 19C Hoàng Diệu. Đây là cửa chính để đi vào tham quan khu Hoàng thành Thăng Long. Khu Hoàng thành này thì là ở bên trong nó rất là rộng, có diện tích lên tới là 18,3 hectare và thuộc địa phận là phường Điện Biên Phủ và Quán Thánh. Khu này đi tham quan rất là nhiều nơi. Bây giờ mình sẽ mời các bạn vào trong này để tham quan nhé. Và điều quan trọng nhất là mình muốn đi thăm được thì mình phải đi vào trong này để mua vé nhé. Nào, mời các bạn cùng với mình đi vào trong này để mua vé tham quan. Bây giờ đi vào thăm từ đâu đến đâu hả? Chị bảo vệ. Bên này cũng là lồng. Đây, đây có cái sân cổ động rất là
chưa nghệ thuật quay. Tôi muốn nói tiếp cái gì không? Không đầy được quay gì đâu. Thank you.
Đoan môn. Ở đây là cả đoan môn. Đêm rồi mình thử đi vào trong này xem có gì không nhé. Nói như xung quanh đi đâu? Là có đền thờ. Đâu? Ai thờ ở đây? Không có gì. Ta đang để anh đèn hết đây rồi, không có gì đâu, xuống đi. Xuống mấy bậc đi để con quay ấy xong rồi tí lại quay ngược lại lên. Đấy. Chắc đi đừng có ấy để mẹ bước lên là sao? Đấy thế mẹ bước lên đi. Đấy xong xong về ghép lại đúng không? Đấy bước lên. Thế, đứng sang bên này. Đấy rồi rồi. Nhìn vào đây chứ. Rồi. 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 Úi giời ơi. Đứng ở đấy chụp một kiểu. Rồi, 2, 3. Rồi. Ơ, mẹ đứng ở giữa này để con chụp hẳn hai bên luôn. Kia sao? Đi từ bên này sao? Thì để quay tất cả các anh xem luôn.
đi vào cái chuông rồi. Đi vào trong này. Trưng bày triển lãm. Nhìn bên ngoài là tối. Triển lãm chắc là Di sản non cũ cũ. Thơm. Chứ luôn kiểu ở đây có một cái giếng, xem nào. Đây là nhà trưng bày. Nhà trưng bày bố quân. Ơ, hình như vừa nãy có người đi vào đây à? Thế à? Ố, thế à? Ôi nhỉ. Đây là cổng phía bên kia là bộ quốc phòng, đường Nguyễn Tri Phương. Đây ra đây xem cái này là cái gì mà người ta lại dài trắng này, người ta không cho nơi. Chắc là nơi đây là cái nơi để ngày xưa vua thiết triều à, có bàn thờ. Ui, có con ví. Ừ. Chỗ này cấm không được đi lên. Ra đây xem cái trống nữa. Ở Ngọc Linh Quy. Bên kia là chuông, bên này là trống. Ủa, một cái chiếc trống to quá. Bây giờ xem cái trống nhá. Trống ở trung tâm Hoàng Thành Thăng Long đây các bạn ơi. Bảo vật được tập đoàn cái gì? Vàng bạc đá quý Doji dâng tặng nhân dịp 1000 năm Thăng Long Hà Nội năm 2010. Xem nào. Rồng để xem cái chỗ nào nó có cái giới thiệu người trống này là cao bao nhiêu này, nặng bao nhiêu này. Không được gõ thử.
gì các bác? À, hầm chỉ huy tác chiến. Tổng tham mưu ơi, em thấy à? Cái gì vậy? Bảo... hầm chỉ huy chiến, bộ tổng tham mưu. Bộ tổng tham mưu, hầm chỉ huy tác chiến. Thử xem nào. Đã đến đây là phải đi hết. Tài. Có người đi. Người đâu đây là người ta mật tài đấy. Lì kỳ quá. Cái âm thanh tự động ấy. À thì à. Cái mặt bên tay cho thể tái hiện lại cái nơi phù hiểu đấy. Ờ. Thôi tặng nó hết rồi đi theo này thôi. Ủa? Vừa xong thì nó quay, giờ mình ra đây lại không thấy nó quay. Đợi tí nó gió lên nó mới quay. À. Ừ. Ta đấy có cơn gió nó quay mạnh thế. Đây lên cái ghế này. Bây giờ đi ra cổng này để đi về.
Mỗi khi nhà mình cứ đi lên bờ hồ chơi xong thì đi mệt mỏi chân thì lại đi ra ăn kem Tràng Tiền. Xếp hàng đông lắm, đông dài lắm cơ. Nhưng mà hôm nay thì lại vắng này. Có rất là nhiều loại kem nha. Ai đến đây cũng phải ăn 1 đến 2 que kem. Hoặc là kem ốc quế. Kem Tràng Tiền nó là cái thương hiệu nổi tiếng rồi. Cho nên là ai lên đến bờ hồ chơi thì cũng hay đi ra ăn kem Tràng Tiền.